Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 26, Nhan Thế Ninh Đùa Giỡn Mỹ Nhân Phúc Khánh Lâu do ba tòa lâu nhỏ hợp thành, mỗi lâu tổng cộng có 3 tầng, mà mỗi lâu đều có cửa chính riêng. Nhan Thế Ninh cảm thấy kinh ngạc, sao mấy tòa lâu này lại kỳ quái như vậy, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Nàng muốn đi đâu, bùi cần không giải thích cho nàng, chỉ cười hỏi. Lầu bên trái nhìn rất tinh xảo, xa xa còn có thể nghe được tiếng đàn trong đó vọng ra, có vẻ náo nhiệt hơn, nhan thế ninh gật gật đầu, nói, cái ở bên trái đi. Thấy nàng đi về hướng bên trái, bùi cần vội vàng ngăn cản, chỗ đó nàng không thể đi được. Vì sao? Bùi cần nói nhỏ mấy câu vào tai nàng, nhan thế ninh lập tức đỏ mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói còn có chỗ như vậy nữa bùi cần đứng đắn gật đầu một vẻ ta chỉ là nghe nói chứ chưa từng đến đó bao giờ nơi này thì sao nhàn thế ninh chỉ vào tòa lâu đoan trang hào phóng ở chính giữa hỏi cái này chính là nơi ăn cơm đứng đắn bùi cần đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đứng đắn nhàn thế ninh chấp mắt một cái nhìn về phía tòa lâu tinh xảo tao nhã ở bên phải hí mắt cười nói vậy trong này là nơi mỹ nhân hội tụ Bùi Cần đột nhiên có dự cảm bất thường. Quả nhiên, nhàn thế ninh xòe quạt ra, cười thản nhiên, sau đó xoay người đi đến lâu bên phải, bổn đại gia đến chơi với mỹ nhân đây. Thấy nhàn thế ninh trầm chậm bước đến, một thân áo choàng đen theo hình hoa văn, cả người phong lưu, khóe miệng Bùi Cần giật giật, sau đó kiên trì đi vào theo nàng. Phải, hy vọng là không gặp phải người quen, nếu không việc hiền vương đi tìm nam kỹ chuyển ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn rớt cằm không hổ danh là đệ nhất lâu, ngay cả mấy gã sai vặt cũng nghi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên mặt còn luôn nở nụ cười thân thiết. Nhàn thế ninh càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Bồi cần thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, liền hung hăng véo eo nhỏ của nàng, xem đủ chưa. Nhàn thế ninh chừng mắt nhìn hắn, sau đó tiêu sái vông quạt lên, dĩ nhiên là không đủ. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng nhan thế ninh cũng không luống cuống, chứng kiến các khách nhân khác đều đi lên lầu 2, nàng cũng đi theo lên. Nhìn qua rất thuần thục, cho nên quản sự còn tưởng nàng là khách quen. Khách quan, ngài có người quen hay không? Quản sự là một nam tử chừng 30 tuổi, trông rất nho nhã, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe. Nhàn thế ninh chưa từng gặp nam tử nào như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nên không cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm của bùi cần. Người quen, nhàn thế ninh buồn bực, quay đầu nhìn về phía bùi cẩn. Quản sự nghe xong những lời này liền biết ngay đây là vị khách lạ. Kỳ thật có người quen hay không chính là ngôn ngữ trong nghề. Nhưng quản sự cũng không giải thích, hắn trà trộn trong trốn phong nguyệt này nhiều năm như vậy nên cũng không phải là hạng người hời hợt. Vừa nhìn hắn sau lưng nam tử, cũng biết vị này mới là chủ nhân chân chính, vì vậy hắn hướng ánh mắt hỏi thăm về phía bùi cẩn. Bùi cẩn cắn răng, mỉm cười, tiến lên kéo vai nhan thế ninh, trả lời, không cần, trực tiếp dẫn chúng ta đi lên là được. Lúc này, một khách nhân đi tới, lấy ra một một tờ ngân phiếu đặt lên bàn, cười nói, bạch quản sự, tối nay để Nguyệt Phong đến hầu hạ ta. Bạch quản sự thu bạc, sau đó đưa cho vị khách kia một tấm thẻ bài. Thấy khách nhân kia vui vẻ ra mặt thì nhan thế ninh cũng hiểu, sau đó nàng liền nói với bạch quản sự, a không, chúng ta cần. Ừm, người an bài cho ta hai người đi. Nói xong, Móc ngân phiếu ra đặt lên bàn. Vừa rồi người khách kia đưa 50 lượng cho một người, bây giờ nàng muốn hai người thì đưa 100 lượng hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Bồi cần thấy thế thì xấu hổ, cô nàng này học xấu nhanh như vậy đấy. Nhàn thế ninh đắc ý dương cầm lên nhìn hắn, muốn lừa gạt nàng, hừ, không có cửa đâu. Đồ đạc trong phòng bao hết sức đẹp mắt, một chiếc bàn bát tiên, hai giường nhỏ, trên tường treo tranh Mỹ nhân phong tư yểu điệu, khụp tranh nam mỹ nhân trên bàn bày một bình hoa cổ trên kệ bày một khối ngọc lưu ly li, ngoài ra còn có một cái lò hương nhỏ nhàn thế ninh chưa thấy qua cách bài trí này bao giờ trong mắt tràn đầy tò mò bức tranh mỹ nam từ lộ vai kia cũng rất có ý tứ vì vậy nàng cứ chuyên chú xem cho đến khi bùi cần không nhịn được nữa lấy bức tranh kia xuống ném sang một bên nhàn thế ninh ung dung phẩy quạt chàng làm gì vậy bùi cần hí mắt cười nàng không thấy là phu quân đẹp hơn tranh sao. Nhàn thế ninh đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh thường nói, không thấy. Bùi cần có chút hối hận vì đã dẫn nàng ra ngoài. Nhàn thế ninh lườm một cái, thấy hắn buồn bực thì thầm sảng khoái, hừ hừ, tức chết ngươi đi, tức chết ngươi đi. Lúc phong thu và ngọc lộ vào phòng thì nhan thế ninh đang nằm ngửa trên giường nệm uống trà, thấy hai người đẩy cửa đi vào thì quên luôn cả việc nuốt ngụm trà trong miệng xuống hai nam tử chỉ khoảng 15-16 tuổi, tóc đen được buộc hờ hững bằng một dài lụa, giữa mi tâm là một đóa hoa mai bằng nhũ đỏ, một người mềm mại đáng yêu, một người thanh tú sạch sẽ. Nhàn thế ninh thấy bước chân của bọn họ rất nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều đẹp như vẽ thì không khỏi âm thầm liếu lưỡi, tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy? Bùi cần thấy nàng mở to hai mắt, thèm nhỏ rãi thì thắc mắc, tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nàng háo sắc như vậy chứ? Không đúng, Tại sao nàng lại không sắc với hắn chứ? Hắn sờ sờ mặt của mình, diện mạo của hắn cũng không đến nỗi kém bọn họ đi, chẳng lẽ cô nàng này lại thích loại yếu đuối như thế à? Phong Thu và Ngọc Lộ thấy phản ứng của Nhan Thế Ninh thì biết là khách nhân rất hài lòng, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Phong Thu đi tới trước giường của Nhan Thế Ninh, quỳ xuống nói, Phong Thu đến hầu hạ ngài. Đồng thời, Ngọc Lộ cũng đi tới, quỳ xuống bên cạnh bùi cần, nói lời giống hệt Nghe được hai nam nhân kiều mị nói chuyện, rốt cuộc nhan thế ninh cũng phải thừa nhận mình không có kinh nghiệm, thật sự là quá mất tự nhiên, bất quá, thấy trên mặt bùi cần là biểu tình xem đi, xem đi, nàng không thích hợp để đến đây, nàng liền thẳng sống lưng lên, sau đó làm ra một động tác khiến bùi cần phải nghẹn hỏng, nhìn chân chối. Nhan thế ninh dùng cắn quạt nâng cầm của phong thu lên, kiều mị hỏi, vậy ngươi muốn hầu hả ta như thế nào? Phước, bùi cần phun trà ra ngoài. Ngọc Lộ thấy thế thì vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn, cử chỉ thân mật, nịnh ngọt cực kỳ, thỉnh thoảng còn cỏ cọ lên người bùi cần, rất có cảm giác yêu thương nhung nhớ. Bị một nam nhân cỏ tới cọ lui trên người, toàn thân bùi cần không được tự nhiên. Để ta tự làm, tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào phong tu, nếu hắn ta dám giống như Ngọc Lộ, cọ lên người nhan thế ninh, hắn lập tức sẽ ném hắn ta ra khỏi cửa sổ. Thật may là phong tu chỉ ngượng ngùng trả lời, ra muốn người ta hầu hạ như thế nào, người ta liền hầu hạ như thế đó. Toàn thân nhan thế ninh nổi ra gà, được, được, được. May mắn là đúng lúc này thì thức ăn được bưng lên. Nhan thế ninh vừa thấy khay ngọc rượu vàng, sơn hào hải vị, liền bất chấp nam mỹ nhân có ở bên hay không, định dơ đũa lên tấn công thức ăn, ai ngờ nàng vừa mới chạm đến đũa bạc, thì phong thu đã đoạt trước một bước. Ra, người ta hầu hạ ngài nói xong liền gắp một miếng tôm bóc vỏ đưa tới bên miệng nhan thế ninh nhan thế ninh nhìn thoáng qua bùi cần mặc dù hắn đang cười nhưng nàng vẫn nhìn ra được câu uy hiếp nàng dám ăn thử xem vì vậy nhan thế ninh nhìn hắn cười khẽ một tiếng há miệng ra bùi cần giận dữ thấy ngọc lộ đã rót đầy ly rượu thì lập tức bưng lên uống ngọc lộ vốn muốn uy rượu thấy ly rượu đã cạn lại vội vàng rót đầy nhan thế ninh hít hà hương rượu trong không khí liếm liếm đôi môi, rượu này có thể so với rượu trái cây trong cung đấy. Uống rượu, nàng thích nhất. Mỹ nhân, rót rượu cho ra. Nàng sờ soảng bàn tay nhỏ bé của phong thu, cười nói. Bùi cần trợn mắt, về phù nhất định phải chặt tay nàng. Trong lòng nghĩ như thế, lần nữa bưng ly rượu lên uống cạn. Ngọc lộ thấy ly lại trống không, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sát khí trong đó của bùi cần, há to miệng, sau đó cúi đầu yên lặng rót đầy rượu vào trong ly phong thu bưng ly rượu lên đưa đến bên môi của nhan thế ninh nói ra đây là tham hoan tử, là loại rượu ngon nhất trong lâu nhan thế ninh nhấp một ngụm liên tục gật đầu rượu ngon rượu ngon ra ngài uống chậm thôi nhìn phong thu càng rửa càng gần sắp chạm đến ngực của nhan thế ninh đến nơi rồi bồi thần cắn răng thấy nhan thế ninh ngửa cổ uống rượu một giọt rượu tràn ra khỏi khóe miệng, lúc Phong Thu muốn dùng tay lau cho nàng thì bùi cần không ngồi yên được nữa. Hắn đẩy ngọc lộ ra, đứng lên đi đến bên cạnh nhan thế ninh, sách bà vai Phong Thu ném ra ngoài, sau đó ôm chầm lấy nhan thế ninh, mỉm cười nói với hai người đang ngây ngốc kia, nơi này không cần các ngươi nữa, các ngươi lui ra đi. Nhớ đóng cửa lại. Phong Thu cùng ngọc lộ hoảng loạn đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, chúng ta làm sai cái gì sao? không có hầu hạ rất tốt mà vị gia kia hình như còn rất yêu thích ta nhưng vị gia kia lại không yêu thích ta nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái liên tục nhìn vị gia của ngươi chẳng lẽ phong thu đột nhiên bừng tỉnh chẳng lẽ bọn họ là một đôi hay là vị gia kia yêu thích vị gia của ta ngọc lộ gật đầu ta thấy rất có thể là như thế vậy ngươi nói vị gia của ta có yêu thích vị gia của ngươi không ngọc lộ suy nghĩ một chút nói khó nói lắm. Bất quá ta cảm thấy là dù không thích cũng sẽ thích thôi, người cũng nghe thấy rồi đấy, vị gia của ta còn dặn phải đóng cửa lại, chỉ sợ là không chịu nổi nữa rồi. Ừ phong thu gật đầu liên tục, nhưng lại có chút lo lắng, mặc dù mùi của tham hoan tửu sẽ làm cho người ta không kìm lòng được, nhưng nếu làm mạnh quá cũng sẽ đau. Liên quan đến người chắc, dù sao đó cũng là chuyện riêng của khách. Chúng ta đi báo với bạch quản sự đi. Ô ô, đã tiếp nhiều khách như vậy, lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, quá mặt mặt. Trong phòng, nhàn thế ninh nhìn bùi Cần cười buồn rười rượi, ra đầu bắt đầu tê dại. chương 27 Ái phi thích ngắm mỹ nhân phải không? Bùi cần tiến tới gần. Nhàn thế ninh gượng cười, ngửa người tránh ra sau. Ái phi còn muốn có người hầu hạ nữa phải không? Bùi cần tiếp tục tiến tới gần. Nhàn thế ninh tiếp tục gượng cười, tiếp tục tránh đi bồi cần nhìn nàng chằm chằm mỉm cười mỉm cười tiếp tục mỉm cười sau đó bất thình lình trầm mặt xuống một tay kéo cả người nàng qua nằm sấp lên đầu gối của mình xòe rộng bàn tay ra nhắm thẳng cái mông mượt mà của nàng mà đánh xuống ta cho nàng nhìn nam nhân khác ta cho nàng sờ tay nhỏ ta cho nàng dính vào bốp 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 ba cái liên tục nặng nề đánh xuống mông của nhan thế ninh lúc đầu Nhàn Thế Ninh chưa biết hắn muốn làm gì nên ngoan ngoãn nằm xuống, bây giờ biết được hắn dám đánh mông của nàng, mặt lập tức đỏ lên, đồng thời cũng lập tức sù lông. Ngươi là tên khốn khiếp, dám đánh ta, ta đánh nàng thì sao, ai bảo nàng nhìn nam nhân khác, ai bảo nàng sờ tay hắn, ai bảo nàng dính vào hắn, bùi cần nói xong lại đánh nàng thêm ba cái nữa. Nhàn Thế Ninh vừa dân vừa đau, nước mắt chảy xuống ào ào, ngao. Ngươi là tên cầm thú. Bùi Cẩn giống như vừa nghe được chuyện rất thú vị, cười lên, khiêu mi nói, "Cầm thú sao?" "Ha ha ha, nếu Ái Phi đã nói như vậy, phu quân ta không cầm thú một chút thì thật là có lỗi với bọn chúng rồi." Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này liền biết là không tốt rồi. Quả nhiên, Bùi Cẩn kéo nàng dậy, sau đó ôm nàng ngồi dạng hai chân ra, đối mặt với hắn. Giường nệm rất thấp, Bùi Cẩn khẽ cử động, hai chân của Nhan Thế Ninh lập tức vòng quanh hông hắn. Tư thế này khiến Nhan Thế Ninh giật mình nhưng bùi cần nhanh tay đè nàng lại, sau đó lột nam trang trên người Nhan Thế Ninh xuống, hai vai và bộ ngực bị quấn trong vải trắng lập tức lộ ra ngoài. Nhan Thế Ninh bất chấp việc vật thô sáp đang dán chặt dưới mông của mình, dùng tay bảo vệ vải trắng, vẻ mặt đề phòng, chàng, chàng, chàng lại muốn làm gì. Nhưng còn chưa kịp nói hết, một bàn tay của bùi cần đã nắm chặt hai tay của nàng, kéo ra sau lưng, tay còn lại cởi nút buộc trước ngực nàng ra cởi xong, kéo một cái, hai con thỏ nhỏ liền nhảy ra ngoài. Nhàn thế ninh chưa kịp cảm thấy lạnh đã phải đau đớn kêu lên một tiếng, bởi vì bùi cần cúi người xuống, hung hăng cắn lên con thỏ nhỏ phía bên trái của nàng. Con thỏ nhỏ bị buộc chặt trong vài trắng vốn đã có chút căng tức, lại bị cắn như vậy dĩ nhiên là đau rồi. Chàng, chàng nhẹ một chút, tay của nhan thế ninh bị nắm giữ, không có cách nào để dãy ruộng, chỉ có thể uốn éo người bên này uốn một cái, lại uốn sang bên kia một cái, phía dưới của bùi cần càng có thêm tinh thần, hắn buông con thỏ nhỏ trong miệng ra, hôn lên môi nhan thế ninh, uy hiếp, nàng còn cử động nữa ta sẽ ăn nàng luôn ở đây. Nhan thế ninh cảm giác phía dưới bị chống đỡ, không dám náo loạn nữa. Bùi cần thấy hai mắt nàng đẫm lệ, bộ dạng rất đáng thương, rốt cuộc cũng không đành lòng dọa nàng nữa, nhưng hắn cũng không muốn buông tha nàng như vậy. Nhìn thấy ly rượu trên bàn, hắn nói, ái phi muốn gọi người hầu hạ đúng không? phu quân sẽ hầu hạ nàng thật tốt. nói xong liền đổ rượu vào trong miệng, sau đó dán lên miệng của nhan thế ninh, đưa toàn bộ rượu vào trong miệng của nàng. nhan thế ninh không ngờ bùi cần sẽ làm như vậy, bị sạc một chút, rượu tràn ra khỏi môi, bùi cần lập tức dùng lưỡi liếm sạch, một giọt cũng không lãng phí, sau đó lại dán lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát hương rượu của nàng. giữa răng môi hai người tràn ngập hương rượu bùi cần càng thêm tham lam mút vào cảm giác choáng váng lại đến nữa nhưng không giống như lúc trước nhan thế ninh cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mềm càng ngày càng nóng giống như có một ngọn lửa trong người nàng vậy nàng cảm thấy rất khát chỉ muốn uống nước mà trong miệng nàng lại bị mút vào ngọt ngào như vậy giống như muốn hút khô cả người nàng đầu óc nhan thế ninh nóng lên đầu lưỡi tự động quấn lấy ngọt ngào kia phản ứng của nàng khiến bùi cần giật mình bởi vì mỗi lần hắn hôn môi của nàng, nàng đều sẽ tránh né, chưa từng đáp lại lần nào. Bùi cần mừng rỡ dừng nụ hôn lại, sau đó nâng đầu của nàng lên. Lúc này, châm cài đầu của nhan thế ninh không biết đã tuột ra từ lúc nào, tóc đen cứ thế rơi xuống, xóa tung trên vai. Trước ngực nàng hơi đỏ lên, gò má cũng đỏ như lửa. Đôi môi khẽ mở, đôi mi thanh tú cao lại, hai tròng mắt mê ly, lông mi thật dài ướt nhẹp. Cảm giác thấy bên môi trống không, thân thể càng thêm khó chịu, nàng không nhịn được mà vặn vẹo thân thể. Lúc nàng vặn vẹo, cái mông vừa vặn ma sát lên vật gì đó, Bùi cần chợt cảm thấy có một luồng điện chạy khắp cả người mình, vội vàng giữ lấy eo của nàng, không để cho nàng lộn xộn nữa. Mà nhan Thế Ninh đang rất khát, nhìn thấy môi của Bùi cần thì không nghĩ nhiều, tiến tới. Trong lúc khó chịu còn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cảm giác được cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ liếm trong miệng mình, toàn thân bùi cần trở nên căng thẳng, lửa nóng dưới bụng trong nháy mắt đứng thẳng lên. Hắn lần nữa quấn lấy cái lưỡi của nàng, cậy mở hàm răng của nàng ra, sau đó mãnh liệt công kích. Trong phòng, khói trăng uốn lượn trong không khí, từ từ tản ra khắp phòng, trộn lẫn với hương thơm của tham hoan tử, tạo thành một mùi hương say mê lòng người. Mập mờ, lưu luyến và nồng nàn. Bùi cần không có ý định làm chuyện đó ở chỗ này, mặc dù sự chủ động của nhan thế ninh đúng là khiến hắn cũng có chút khó kiềm chế. Môi vẫn kể môi, dây dưa, tay của hắn cũng từ eo đi xuống cái mông mềm mại của nàng. Lòng bàn tay lập tức nóng lên, đầu tiên chỉ là chậm rãi vuốt ve, cuối cùng là càng ngày càng kịch liệt hôn mút, dục vọng càng ngày càng khó kìm nén. Hắn xít sao ôm nhan thế ninh vào trong ngực, để mông của nàng dính sát vào lửa nóng của mình, nếu như có thể, hắn thật sự muốn đem cả người nàng khảm vào trong xương của mình ngực nhan thế ninh vẫn để trần, hai trái anh đào đã sớm nhích lên, tư thế hiện tại của hai người càng khiến ngực nàng dán sát vào quần áo của bùi cần, điều này khiến nàng phát ra một tiếng than nhẹ. Đầu óc càng ngày càng choáng váng, thân thể càng lúc càng nóng, không biết mình đang ở đâu. Khát, toàn thân khó chịu, nhan thế ninh thống khổ than nhẹ. Bùi cần nghe được, tạm thời buông nàng ra, hắn vốn định rót cho nàng chén trà nhưng nhan thế ninh lại không đợi kịp, nhìn thấy bầu rượu liền cầm lên uống. Nhan Thế Ninh ngửa đầu, tham lam uống từng ngụm một. Bùi Cần nhìn rượu tràn ra khỏi môi nàng, chảy xuống cằm, chảy xuống cần cổ thon dài, tiếp tục chảy xuống bộ ngực sữa, trong mắt bốc lên lửa nóng. Hắn không xen vào không được, nâng một bên mềm mại của nàng lên, nặng nề mút vào trong miệng. Bộ ngực sữa để trần quá lâu, có chút lạnh, bị bùi cần ngậm vào trong miệng như thế thì rất ấm áp, nhan thế ninh ưỡn cong thân thể, không kìm lòng được mà ưỡn cao bộ ngực lên để hắn dễ dàng hơn. Cảm giác tê ngứa lan khắp toàn thân, nhan thế ninh có cảm giác mình sắp hỏng mất rồi. Bùi cần cũng đã sắp tới giới hạn sụp đổ, dục hỏa càng lúc càng cao, sắp đốt hắn cháy sạch rồi, bất quá hắn lại có lực tự chủ hơn người. Ngay tại lúc dục hỏa sắp thôn tính lý trí, hắn vẫn có một vài giây ngắn ngủi để hoàn hồn. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao đột nhiên nhan thế ninh lại động tình như thế? Bùi Cần nghi hoặc, Nhan Thế Ninh lại không nhịn được nữa, rơi nước mắt nói, Bùi Cần, thật khó chịu. Nói xong lại bắt đầu uốn éo thân thể. Bùi Cần không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thấy thần sắc của nàng thống khổ như vậy thì đau lòng, khẽ hôn lên môi của nàng, nói, Thế Ninh, chờ. Nói xong liền cởi bỏ thắt lưng của nàng, bàn tay theo đó mà chui vào trong. Phía dưới đã bị mưa xuân làm cho ướt nhẹp, Bùi Cần vừa chạm ngón tay vào, Nhan Thế Ninh lập tức chấn động toàn thân. Bùi Cẩn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ rung thì sủng ái cười một tiếng, sau đó tăng thêm lực đạo dưới ngón tay. Thống khổ của Nhan Thế Ninh dần dần biến mất, nhưng thống khổ của Bùi Cẩn thì lại tăng lên từng chút một. Sau đó, một cơn mưa xuân đột nhiên kéo tới, Nhan Thế Ninh sụi lơ trong ngực Bùi Cẩn. "Bảo bối, hiện tại tới lượt ta." Cởi quần xong, Bùi Cẩn nâng eo Nhan Thế Ninh lên, sau đó mượn ướt át sắn có động eo tiến vào. Nhàn Thế Ninh mới chỉ trải qua một lần hoan ái, nên vẫn căng hẹp cực kỳ, vì thế khi bùi cần đi vào vẫn cảm thấy đau. Nàng đưa tay muốn ngăn lại, lại bị bùi cần bắt được, sau đó dùng sức một cái, tiến vào hoàn toàn. a à, Nhàn Thế Ninh không nhịn được kêu lên một tiếng, cảm giác khuếch tán, khát và nóng hình như đã giảm bớt đi một chút. Bùi cần cũng kêu lên đau đớn, nàng ấm áp, chật hẹp, khiến hắn sảng khoái đến cực điểm, chịu khó một chút, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Bùi Cần cắn lên vành tai của Nhan Thế Ninh, ôn nhu nói. Nhan Thế Ninh vẫn còn ở trong mê ly, khẽ đáp một tiếng lại tiếp tục cắn môi và chạm phía dưới quá kịch liệt, quá rung động, quá mất hồn, toàn thân nàng sợ run, chỉ muốn la lên. Bùi Cần giống như ý thức được mình đã nói lời không nên nói, rất nhanh liền nói tiếp, đương nhiên là về phủ chúng ta lại tiếp tục hương thơm bao phủ hai người, trên mặt của cả hai đều ửng đỏ. Bùi cẩn đỡ eo nhan thế ninh, mãnh liệt đụng chạm, từng đợt lại từng đợt. Cắn chặt môi cũng không thể kìm nén được, nhan thế ninh cau mày, ưỡn ngực, phát ra một tiếng rên rỉ vừa như thống khổ lại vừa như vui vẻ. Bùi cẩn đang liên tục đưa đẩy, nghe được tiếng rên của nàng thì dùng sức đâm vào, phun trào ra. Chất lỏng nóng hổi chạm đến chỗ sâu nhất, thân thể nhan thế ninh căng cứng, cả người như ở trên mây. nhan thế ninh ngất đi, bùi cần thấy nàng tê liệt ngã vào trong ngực mình thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nàng đấy mới có thế mà đã không chịu được. Cầm vải trắng lúc nãy nhan thế ninh dùng để bó ngực lên đặt phía dưới đệm, bùi cần rút lửa nóng của mình ra, một dòng dịch trắng lập tức chảy xuống vải trắng. Bùi cần lấy khăn khô lau sạch sẽ cho nàng trước, sau đó mới lau cho chính mình đến lúc hắn mặc xong quần áo cho cả hai mà nhan thế ninh vẫn chưa tỉnh lại bùi cần thấy mặt nàng phiếm hồng khóe ma hắn còn vương lệ thì càng nhìn càng vui mừng không nhịn được hôn rồi lại hôn nhan thế ninh chóng mặt tỉnh lại chưa kịp cảm giác thấy sự đau đớn ở phía dưới thì đã nhìn thấy bùi cần đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm nàng vô lực mềm mại nói bùi cần chàng lại có chủ ý xấu gì thế mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy nhất định là đang có ý xấu Bùi Cẩn nghe nàng hỏi, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy rất không bình thường, liếc mắt nhìn bầu rượu trống rỗng dưới mặt đất liền bừng tỉnh, cô nương này không phải là uống say chứ. Trong trí nhớ của hắn thì tiểu lượng của nhan thế ninh cũng không đến nỗi nào, khi còn bé có lần hắn còn bắt được nàng đang uống trộm rượu của ân sư nữa, nhưng hôm nay là cả một bình, thật sự là không say cũng lạ. Bùi Cẩn nhìn cả bàn món ăn đã nguội lạnh, lắn đầu, sau đó vỗ nhẹ lên mặt nhan thế ninh, nói, chớ ngủ, chúng ta về nhà ngủ. Hai mắt nhan thế ninh mung lung nhìn lên nóc phòng, gật nhẹ đầu, sau đó lảo đảo đứng lên, cầm tay bùi tuần nói, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nghe lời này, không biết vì sao mà hốc mắt của bùi tuần có chút nóng lên. Đỡ nhan thế ninh đang muốn đẩy cửa đi ra, bùi tuần đột nhiên nhớ tới nghi vấn lúc trước. Vì sao nhan thế ninh lại động tình như thế? Uống say hay là bị hắn châm lửa cho dù là như thế vì sao ngay cả hắn cũng không khống chế nổi không thể nào bùi cần quay đầu lại quét mắt nhìn một vòng quanh phòng ánh mắt dừng lại ở bàn thức ăn đầu tiên trong thức ăn có thuốc không thể nào phúc khánh lâu lớn như vậy sẽ không làm ra việc này như vậy tầm mắt của bùi cần dừng lại ở lư hương trong góc kệ về phủ nhất định phải cho người đi điều tra phúc khánh lâu này có vấn đề Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 28. Bùi cần đỡ nhan thế ninh đi ra ngoài, khỏi phải cảnh này trong mắt người khác có bao nhiêu mập mờ, những người đến đây là người như thế nào, mọi người đều biết rõ, cho nên ngoại trừ nhàn rỗi nên nhìn xem người say xỉn kia trông như thế nào ra thì những cái khác mọi người đều tự động coi như không nhìn thấy. Giờ phút này, đầu óc nhan thế ninh giống như thiên toàn địa chuyển, dưới chân mềm nhũn hạ thân cũng đau dữ dội, bất quá tại sao lại đau dữ dội, nhất thời nàng không nhớ nổi, nhưng nhất định là do tên hỗn đản bên cạnh làm ra rồi. Hồ đồ nghĩ tới đây, nhàn thế ninh bất mãn chừng bùi cần một cái, sau đó, không biết đã nhìn thấy cái gì mà nàng mở to hai mắt, hô lên một tiếng. Bùi cẩn đang đỡ nàng, nghe thấy tiếng hô của nàng thì không biết đã xảy ra chuyện ra, đến lúc nhìn theo ánh mắt của nàng thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ sau hành lang gấp khúc trước mặt đi ra là một nam tử phong tình vạn trùng, đứng phía sau hắn là một nam tử tuấn Mỹ, môi hồng răng trắng, mặt như bạch ngọc. Trong mắt bùi cần hiện lên một ý cười sâu xa, thái tử cũng tới đây, thật là náo nhiệt vô cùng. Bùi lâm nhìn thấy bùi cần đang đứng đối diện thì hai tròng mắt nổi lên vẻ kinh ngạc và hoảng loạn, hắn không nghĩ tới cửu ca luôn luôn ôn lương kính cần cũng sẽ đến nơi như này, càng không nghĩ tới mình sẽ chạm mặt huynh ấy. Hai loại cảm xúc đan xen, không ngừng va chạm với nhau, cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại muốn biết loại mà cửu ca thích là gì. Vừa nhìn rõ mặt của người đang nằm trong ngực bùi tần thì bùi lâm ngây ngẩn cả người, chố mắt lên nhìn kỹ lại. Là nàng. Lúc này, tóc của nhan thế ninh đã được búi gọn lại, quần áo cũng chỉnh tề, không nhìn ra một điểm nào không đàng hoàng. Mặt nàng đỏ au, ánh mắt cũng có chút mông lung, vừa nhìn cũng biết là nàng say rượu. Bùi lâm thấy nàng lảo đảo đứng không vững, miệng còn chu ra, không biết vì sao hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, sau đó liền cong khóe miệng, nở một nụ cười. Bùi Cần nhìn thấy nụ cười này mà giật mình, bởi vì trong mắt Bùi Lâm ẩn chứa nhu tình, hắn theo bản năng, ôm sát nhan thế ninh vào người mình. Bùi Lâm đang mày thắc mắc vì sao một cô nương hiền lương thục đức như nàng lại đến nơi này uống rượu nên không để ý đến vẻ mặt của Bùi Cần. Đến lúc hắn phục hồi lại tinh thần thì Bùi Cần đã trở lại là một cửu vương luôn luôn mỉm cười ôn hòa huỳnh đệ gặp nhau trong tình huống này cũng không tiện bùi cần còn đang nghĩ xem phải ứng phó như thế nào thì bùi lâm đã đi tới nàng uống say à bùi lâm hỏi ừ bùi cần gật đầu đệ có xe ngựa ý của bùi lâm chính là có thể cho hắn đi nhờ bùi cần nói tiểu tứ đang chờ ở dưới nói đến đây hai người đều im lặng lúc này nhàn thế ninh đột nhiên nở nụ cười nhìn thấy bùi lâm nàng điềm nhiên nói, bộ dạng của thái tử cũng rất đẹp. Lời này, nhàn thế ninh không cần suy nghĩ đã nói ra, trong ấn tượng của nàng, bùi lâm quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, mà hôm nay nàng lại thấy nhiều nam mỹ nhân như vậy, cho nên cảm giác như thế nào liền nói ra thế đó, không hề suy nghĩ nhiều. Bùi cần nghe được thì cảm thấy cô nương này càng lúc càng lớn mật, ngay cả thái tử mà nàng cũng dám đùa giỡn. Hình tượng hiền lương thục đức trước kia đã bị phá hủy toàn bộ rồi. Còn có, sao nàng gặp ai cũng khen đẹp mắt mà chỉ có hắn là không được nàng khen. Bất bình, rất bất bình. Đề phòng nàng lại nói lung tung, bùi cần véo mạnh một cái vào eo nàng coi như nhắc nhở. Ai ngờ nhan thế ninh bị đau, lập tức bắt lấy tay của hắn, quăng cho hắn một ánh mắt trách móc, chàng là tên khốn kiếp, tại sao lại thích nhéo ta. Bùi cần lập tức nghẹn hỏng, ta là đang giúp nàng bảo vệ hình tượng đấy, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một chút cũng không còn bùi lâm nhìn hai người mở ám cười càng thêm vui vẻ cửu ca cửu tàu thật là ân ái thật khiến cho người ta hâm mộ bùi cần vội vàng trả lời nàng uống say để thập đệ chê cười rồi nghĩ thấy không nên ở lâu tại nơi này bùi cần lại nói không có việc gì thì ta đưa nàng về phủ trước đây bùi lâm gật đầu đáp lại thấy hai người đã đi xuống khỏi cầu thang bùi lâm nở nụ cười yêu thương đứng lên vẫy vẫy tay, một người tùy tùng liền đi tới. Ra, người còn muốn chơi sao? Người nọ cười nịnh nọt. Bùi lâm lắc đầu, không chơi, không còn hứng thú nữa. Người nọ thấy chủ nhân của mình chán nản thì bắt đầu khổ não. Mọi người đều nói tính tình của thái tử rất tốt, chỉ có hắn biết rõ, vị chủ nhân này rất khó hầu hạ, vô luận là người cầm vật gì đến cho hắn chơi, hắn chỉ chơi vài lần là đã cảm thấy không còn hứng thú nữa giống như lần này thấy vài ngày nay hắn đều không vui vẻ cho nên mới khuyến khích hắn đến đây nhưng ai biết được người khác đến đây đều nghe hát xem múa rất vui vẻ sao đến hắn thì lại cảm thấy không có hứng thú chẳng lẽ tiểu quan kia không đẹp sao không thể nào tiểu quan kia chính là phong tình vạn trùng mê hoặc lòng người nha thái tử gia của ta a à, rốt cuộc là người đang nghĩ cái gì vậy chính bùi lâm cũng không biết bản thân hắn muốn cái gì Hắn chỉ có thể nói là mình không thích, nhưng lại không có cách nào nói cho người khác biết cái mình muốn là gì. Từ nhỏ, mọi chuyện của hắn đều được an bài tốt, muốn hay không muốn đều không phải do hắn quyết định. Hắn muốn phá vỡ loại cảm giác bị giam cầm này, muốn thử nghiệm cái gì đó mới mẻ nhưng lại bất lực, nhiều nhất chỉ có thể như hôm nay, nếm thử xong lại càng cảm thấy trong lòng hư không tịch mịch. Cuộc sống quá vô vọng. Ban ngày cũng như ban đêm hắn đều bị loại cảm giác vô vọng này thiêu đốt. Mỗi ngày nhan thế tính đều gửi đến một phong thư, nhờ cung nữ đưa tới cho hắn, lúc đầu hắn còn mở ra đọc, nhưng càng về sau lại càng không có hứng thú, cuối cùng thì hắn dứt khoát không đọc nữa, để thân tín thay hắn đọc rồi hồi âm lại cho nàng ta. Thâm cung về đêm luôn rất yên tĩnh, bùi lâm gối đầu lên gối lụa, nhớ lại dung nhan khi thì ngây thơ khi thì hoạt bát, còn cả dấu đỏ trên cổ nàng vào đêm trung thu đó, hầu kết của bùi lâm khẽ động một cái, tay phủ lên vật đã ngạo nghễ đứng thẳng, dùng sức lên xuống, sau đó lập tức phun ra. Đêm, sâu hơn. Đông cung đắm chìm giữa màn đêm yên tĩnh, nhưng phủ hiền vương lại không an tĩnh như vậy. Nhàn thế ninh ngủ rất say, cả người mềm như không có xương, bùi cần vốn định đặt nàng vào trong thùng tắm, nhưng hắn chỉ mới buông một tay ra thôi thì cả người nàng đã chìm xuống nước, không thể làm gì hơn, bùi cần cũng chỉ có thể cởi hết quần áo trên người mình ra, ôm nàng cùng tắm da thịt nhan thế ninh bóng loáng, bùi tần chạm vào, tà hỏa lại nổi lên. Bàn tay của hắn đã nắm lên mềm mại của nàng, cảm giác được hai quả anh đào đứng thẳng trong lòng bàn tay mình, lại nghe được tiếng nước nở nghẹn ngào của nhan thế ninh, bùi tần tách chân của nàng ra, để nàng ngồi lên người mình. Thần trí nhan thế ninh gần như đã mơ mồ, nhưng vẫn cảm giác được dưới mông có một vật cương cứng, cùng với anh đào bị sờ nắn có chút đau, nàng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang cười tinh danh gần trong gang tấc Nhàn thế ninh đột nhiên ngậm môi của hắn vào miệng, khẽ cắn. Bùi cần bị cắn đau, véo mông của nàng, giờ khóc giờ cười nói, sao nàng lại cắn ta. Nhàn thế ninh dẫy dụa thân thể, đưa tay ra kéo khóe môi đang vỉnh lên của hắn xuống, lẩm bẩm nói, không cho chàng cười thiếp. Rất nhanh, men say lại nổi lên, cả người nàng lại mềm nhũn, ngã sấp lên người bùi cần, nhưng lúc nhắm mắt vẫn không quên oán trách, bùi cần, chàng là tên khốn kiếp, luôn khi dễ thiếp. Bùi Cẩn thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong ngực mình thì trong lòng tràn ra một dòng nước ấm, trong mắt cũng chứa đầy vui vẻ, hắn vuốt lưng Nhan Thế Ninh, nhẹ nhàng nói, "Thì ra trong lòng nàng, ấn tượng lớn nhất về ta chính là luôn khi dễ nàng sao?" Nước dần dần lạnh, Bùi Cẩn sợ nàng cảm lạnh, cũng không tắm lâu thêm nữa, cầm lấy khăn dài bọc nàng lại, cẩn thận lau khô người cho nàng, sau đó mới ôm nàng về giường. Tháng 9, ban đêm có chút lạnh, hai người nằm trong chăn nhan thế ninh giật giật người sau đó cò quậy đi tìm nơi ấm áp sau khi đã tìm được vị trí thoải mái nàng hài lòng phát ra một tiếng rên rỉ sau đó lại ngủ thiếp đi bùi cần không dám cử động đầu của nhan thế ninh tựa trong ngực hắn hai tay nàng ôm chặt lấy eo của hắn một cái chân cũng gác lên đùi hắn như thế chỉ cần bùi cần xoay người một cái thì chính là tư thế làm việc đó phía dưới lập tức kêu gào ầm ĩ bùi cần duỗi tay ra ôm nàng Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại véo nhẹ chóp mũi của nàng. Bị quấy nhiễu, Nhan Thế Ninh bất mãn nhăn mặt lại. Bùi cần thấy nàng lại muốn ngủ, vội vàng gãi gãi eo của nàng, "Thế Ninh." Nhan Thế Ninh mở mắt ra, nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt lại. "Thế Ninh," Bùi cần lại gọi. "Ừm," Ninh Thế Ninh cong miệng lên. Bùi cần thấy nàng lại bày ra vẻ mặt trẻ con, không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, sau đó mới hỏi, thế ninh, hỗn đàn bùi cần khi dễ nàng, vậy nàng có thích hắn hay không? Sai rượu nói lời thật, bùi cần rất muốn biết. Không thích, nhan thế ninh trả lời không chút do so dự nào, sau đó lật người lại muốn ngủ. Bùi cần nghe xong, lại thấy nàng buồn bực xoay lưng lại với mình thì vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay xuống đánh vào mông nàng một cái, tiểu nha đầu không có lương tâm, ta tốt với nàng như vậy, nàng lại bảo không thích ta. Không thích thì không thích, nhưng sao nàng dám trả lời lưu loát, không hề do dự như thế hả? Ưm, bị làm phiền, nhàn thế ninh dối đầu vào trong chăn muốn ngủ tiếp thì cảm giác thấy đau đớn dưới mông, vừa vuốt mông vừa nói thầm, hốn kiếp, lại đánh ta. Bùi cần suy nghĩ, chưa từng bỏ ý định, lại dán lên người nàng, hỏi tiếp, vậy bộ dạng của bùi cần nhìn có đẹp hay không? Không có phản ứng. Thế ninh, bùi cần tiếp tục gọi nàng. Hô, hô, ngủ tiếp đi. Chấm, bùi cần nổi giận. Ôm eo của nàng, dán lên lưng của nàng, nhắm mắt lại, cũng đi ngủ theo. Nhưng, sao lại không ngủ được đây? Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, bùi cần càng ngày càng tỉnh táo. tướng rắn của hắn đang trống lên mông của nhan thế ninh. Chỉ cần đi xuống một chút nữa thôi là có thể đi vào vực sâu vô cùng tốt đẹp kia, trong lòng bùi cần khẽ dục dịch. Trong giây lát lại nhớ ra chưa bôi thuốc cho nàng, hắn liền vội vàng đứng lên. Lúc ở Phúc Khánh lâu, động tác của hắn quá mãnh liệt, khó bảo đảm ngày mai nàng tỉnh dậy lại không kêu đau. Ngón tay vẽ loạn trong thuốc mỡ, tìm vực sâu, từ từ xâm nhập. Bên trong ấm áp, nhỏ hẹp, nhớ tới cảm giác mất hồn kia, đầu óc của bùi cần lại nóng lên. Mà lúc này, nhàn thế ninh lại phát ra một tiếng nức nở cực kỳ thoải mái. chương 29 Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát mẻ, xoa dịu đau nhói nóng rực ở phía dưới, nhưng ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lại gợi lên một tầng nóng rực mới. Nếu kích thích lúc trước là do mùi hương và rượu, thì lúc này dục niệm của nhan thế ninh bị gợi lên là do rượu và sự chiêu chọc của ngón tay. Bùi cần thấy nàng lần nữa động tình thì sướng sờ, sau đó nhanh chóng cười tà một tiếng, thì ra tiểu sư tử lại nhảy cảm như vậy. Tăng thêm sức lực dưới ngón tay, đầu ngón trỏ xâm nhập vào bên trong, những ngón còn lại thì vỗ về, chơi đùa ở phía ngoài cửa vào toàn thân nhan thế ninh bị bùi cần gợi lên dục niệm, bắt đầu dâng lên lửa nóng, ý loạn thần mê, hai bàn tay nắm thật chặt chăn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Thủy triều ập tới, nhưng lại nhẹ nhàng chậm rãi, khi sắp lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên dừng lại, lui xuống toàn bộ. Nhan thế ninh như bị ném giữa không trung, cực kỳ khổ sở. Nàng mở mắt ra, choáng váng thấy bùi cần đang đè lên người mình, cười tươi như hoa thì lập tức cau mày lại. Bùi cần giúp nàng gỡ vào sợi tóc dính trên khóe miệng ra, miết nhẹ một cái lên đôi môi của nàng, ngón tay ở phía dưới lại bắt đầu hoạt động. Cảm giác như thủy chiều kia lại tới, nhan thế ninh cắn nhẹ môi. Có muốn hay không, bùi cần danh mãnh xoa nhẹ lên ngụy hoa của nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Nhan thế ninh dùng mình, ngửa cổ lên, phát ra một tiếng ưm. Bùi cần coi đây là câu trả lời của nàng, tách hai chân của nàng ra, đem cứng rắn của mình chen vào. A, à, nhàn thế ninh cảm thấy trong phút chốc, Thủy Triều đã đạt tới ngưỡng cao nhất, sau đó nuốt trọn tất cả mọi thứ. Bùi cần cảm giác được Xuân Thủy lấp đầy trong nơi sâu nhất của nàng, vừa cười vừa lắc đầu, sao nàng lại nhanh như vậy chứ? Nói xong liền nâng mông của nàng lên, luật động eo ếch. Giường lớn lay động, rèm che bay bồng, Thủy Triều kích động khắp phòng. Trong phòng một mảnh xuân sắc, âm thanh kích động lòng người, chỉ tội trang lưỡi liềm phải che mặt lần trốn. Muốn ngừng lại còn khó lên trời, chưa lên đến đỉnh núi, làm sao có thể cởi giáp đầu hàng được. Bùi cần vẫn ra sức dục ngựa rong ruổi, đưa nhan thế ninh tới cao trào vài lần. Tiếng nước nở nghẹn ngào nhỏ vụn đã biến thành rên gì khó nhịn, khiến bùi cần càng thêm dùng sức. Nhan thế ninh khó có thể tiếp nhận hết vui vẻ này, nước mắt lăn xuống, nàng nắm lấy cánh tay của bùi cần, nói, nhẹ một chút. Nhẹ một chút, đau. Bùi cần chậm dần, từ từ dừng lại, Thế Ninh, gọi tên của ta, gọi tên của ta. Hai mắt nhan Thế Ninh đẫm lệ, nhưng vẫn thuận theo, bùi cần, bùi cần, bùi cần. Tiếng sau to hơn tiếng trước, bởi vì mỗi lần nàng gọi xong một lần, bùi cần không nhịn được lại dùng thêm sức mà va chạm. Bùi cần, chàng nhẹ một chút, a à, nhan Thế Ninh còn chưa kịp nói hết đã lâm vào một hồi choáng váng mới. Bùi Cẩn thấy nàng mềm nhũn thì hết chỗ nói, Nhan Thế Ninh đã tới cao trào nhiều lần mà hắn còn chưa được lần nào đâu. Mấy ngày vừa rồi, bởi vì Nhan Thế Ninh kêu vẫn còn đau nên hắn mới chịu nhịn. Bùi Cẩn hôn một cái lên môi của Nhan Thế Ninh, nói, Thế Ninh, ngoan, chịu khó một chút nữa. Nếu nàng không để cho ta làm, ta sẽ lăn nàng đến sáng thì thôi. Nói xong lại nâng mông của nàng lên. Choáng váng dần dần biến mất, cảm giác phía dưới lại bị xâm nhập, nước mắt của nhan thế ninh lại rơi xuống. Ô ô, bùi cần, chàng còn làm bao lâu nữa? Nhanh, nhanh, thế ninh, vòng hai chân ngang hông của ta. a à, không nên cử động, cứ để im như vậy. Ô ô, chàng lại khi dễ thiếp. Ngoan, về sau sẽ không khi dễ nàng nữa. Gạt người. Bùi cần thấy nàng ủy khuất giống như ngày còn bé thì mềm lòng, nhưng cũng không hề thù hạ lưu tình, Thế Ninh, lần này chúng ta cùng nhau vui vẻ. Hai người kết hợp không để thừa ra một khe hở nào, cuối cùng Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt lưu nặng nề bắn vào chỗ sâu nhất của mình, nàng cong người lên, tứ chi cứng ngắc, phát ra một tiếng ngâm cực kỳ mất hồn rồi ngất đi. Toàn thân được giải phóng, Bùi Thần cảm thấy rất sảng khoái, trong đầu cũng có chút ít choáng váng. Nhìn trên giường bừa bãi, hắn cười khẽ một tiếng, cũng không thu dọn gì hết mà chỉ kéo chăn lên. Ôm Nhan Thế Ninh ngủ thật say. Đêm trong phủ Hiền Vương cuối cùng cũng an tĩnh. Nhan Thế Ninh bị đau tỉnh, đau đầu, mà khi nàng vừa cử động thì lại cảm thấy toàn thân đều đau, cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy bùi tần trần chuồng ôm mình, mà bản thân nàng cũng không mảnh vải che thân, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ngay là có chuyện gì. Ô ô, nàng lại bị hắn ăn đợi đã không đúng nhàn thế ninh nhíu mày lắc lắc đầu cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng tại sao nàng lại bị ăn nhàn thế ninh nhớ rõ lúc ở phúc khánh lâu hỗn đàn bùi tần đánh mông của nàng sau đó hắn kéo quần áo của mình xuống rồi hôn nàng sau đó nữa thì nàng cảm thấy cả người khô nóng sau đó nữa thì hình như là nàng chủ động hôn bùi tần nhưng sao lại trở về vương phủ rồi sao nàng lại không có chút ấn tượng nào về việc này một vài ký ức lẻ tẻ hiện lên trong đầu, nhàn thế ninh không khỏi lại mặt đỏ tai nóng, nhớ lại lúc chủ động hôn bùi cần, nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, vô cùng xấu hổ. Lần này nhất định sẽ bị hỗn đàn kia cười chết. Nhất định là say rượu mất lý trí. Nhàn thế ninh cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết. Lúc này, bùi cần cũng đã tỉnh, thấy nhan thế ninh bĩu môi thì không biết là nàng đang nghĩ gì, hắn hiếu kỳ hỏi, nàng đang nghĩ chuyện gì đấy. Nhan thế ninh lắc đầu, cảm thấy cả đầu nặng trịch như bị đá đè, đáp phi sở vấn, đau. Đáp phi sở vấn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đau ở đâu? Bồi cần đứng lên, cả người hiện rõ trước mắt nhan thế ninh. Tìm nhan thế ninh đập mạnh, tránh ánh mắt sang một bên, có chút tức giận nói, chỗ nào cũng đau. Bồi cần cười cười, khoác thêm áo rồi xuống giường, bảo nha hoàn đi chuẩn bị nước, sau đó mới trở lại giường giúp nàng xoa đầu, cười nói, ai bảo tối hôm qua nàng uống nhiều như vậy làm gì? Tối hôm qua thiếp đã làm cái gì? Nhan Thế Ninh cảnh giác hỏi. Nàng, Hais, làm rất nhiều chuyện đó. Vừa thấy thần thái của nàng, bùi cần lại không nhịn được muốn chiêu chọc nàng. Chẳng hạn như, Nhan Thế Ninh bắt đầu khẩn trương. Bùi cần suy nghĩ một chút liền nói ra chuyện nàng đùa giỡn thái tử. Nhan Thế Ninh nghe xong thì thở thật dài. Ngao, Hình tượng hiền lương thục đức của nàng bị phá hủy sạch rồi. Sao chàng không ngăn tiếp lại? Nàng bi phẫn nói. Bồi cần thở dài buồn bã, nàng không nhớ sao, lúc đấy ta có ngăn nhưng không ngăn được. Nói xong lập tức kể nốt nửa sau của câu chuyện. Ngao, nhàn thế ninh nghe xong chuyện ngốc nghếch của mình thì khóc không ra nước mắt. Bồi cần vội vàng an ủi, hủy thì hủy chứ sao, bây giờ nàng đã gả cho ta rồi, ta cũng không phải là không biết nàng là người như thế nào không cần thiết phải giả bộ nữa. Nhàn thế ninh chừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực nói không ra lời. Nàng biết ở cùng một chỗ với người này, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng lộ ra nguyên hình. Bùi cẩn thấy vẻ mặt hờn giận của nàng thì trong lòng dục dịch, càng muốn khi dễ nàng hơn, còn chuyện này nữa, hai, tiếc là nàng không nhớ, tối hôm qua, ái phi thật sự là rất nhiệt tình đó, khiến cho phu quân không chịu nổi. Nói xong còn liếm liếm môi, Giống như đang nhớ lại dư vị mất hồn kia. Nhan Thế Ninh vừa nghe liền nhớ tới việc mình chủ động hôn Bùi Cẩn, mặt lập tức lật người lại, vùi mặt vào trong gối. Mất mặt, quá mất mặt, ngao. Nàng không cần phải thẹn thùng, hai ta là ai chứ? Nhưng xem ra nhu cầu của ái phi rất cao đó, về sau phu quân sẽ tận tâm cố gắng. Chỉ bằng, bây giờ làm một lần đi. Bùi Cẩn chọc chọc sau lưng Nhan Thế Ninh, vẻ mặt trêu tức nói nhan thế ninh ngẩng đầu lên, tràn đầy oán niệm nhìn hắn, sau đó. Tiếp tục vùi đầu vào trong gối. Bùi cẩn không nhịn được nữa, cười to ra tiếng. Nhan thế ninh đau đầu, đau cả người, sau khi tắm rửa sạch sẽ chỉ muốn đi ngủ tiếp. Nhưng trên giường là một đống bừa bãi cần phải thay thế, nhìn nha hoàn mặt không đổi sắc ôm chăn gối ra ngoài, nàng lại xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào. Bùi cần thấy thế thì lại cười đến rút gân. Thật vất vả đợi đến lúc nha hoàn đi ra ngoài, bùi cần lại ôm nàng lên giường, sau đó vượt qua mọi cản trở, tiên chỉ bôi thuốc cho nàng. Sau khi ăn điểm tâm xong, nhan thế ninh cuốn chăn tiếp tục ngủ còn bùi cần thì tới hiệu thuốc. Sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bùi cần mới phát hiện ra bác đầu đang dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Người cũng cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Ngay cả thái tử cũng đến đó. Bùi cần hỏi. Không, bác đầu chối bỏ ta thấy ngươi dẫn vương phi tới đó mới kỳ quái. Bùi cần nghẹn khí, bắt đầu suy nghĩ một chút lại nói, ngươi quá cưng chiều nàng. Đó là đương nhiên, bùi cần đáp không hề do dự. Đây không phải là chuyện tốt, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Ta thấy chúng ta nói chuyện khác cổ quái hơn đi. Bắt đầu thấy hắn nói sang chuyện khác, mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng nào. Bùi cần thấy bắt đầu không phối hợp thì đành phải nói, ta có chừng mực hồng nhan hỏa thủy. Lão mễ cũng nói như vậy. Bắt đầu thấy hắn dầu muối đều không vào thì đành buông tha, nói tiếp, vì sao thái tử lại đến đó. Bùi cần lắc đầu, nói, có lẽ là do rảnh rỗi nhàm chán. Lúc gặp hắn, ta thấy hắn rất thanh tình, không có điểm khác thường nào, chứng tỏ hắn không làm bất cứ việc gì trong phòng bao. Vậy sao người lại đến đó? Trong giọng nói của bác đầu có chút bất mãn, hắn không rõ thân phận của mình là gì hay sao mà dám làm loại chuyện kia ở nơi đó. Đây cũng là điều ta thấy kỳ lạ. Người cũng biết định lực của ta như thế nào rồi đấy, không thể nào bị mất kiểm soát dễ dàng như vậy được. Cho nên người mới hoài nghi Phúc Khánh lâu. Ừ, trước đây ta tới lâu ở chính giữa thì không gặp tình huống như thế bao giờ, cho nên ta thấy nó không có vấn đề gì, chỉ có lâu bên phải này là có vấn đề. Sắc mặt bùi tuần có chút ngưng trọng bác đầu suy nghĩ một chút nói bình thường trong thanh lâu kỹ viện cũng sử dụng hương thúc tình không đâu ở lâu giữa cũng đốt loại hương đó nhưng ta người thấy thì không bị làm sao hết ta hoài nghi là trong rượu có vấn đề nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải phúc khánh lâu lớn như vậy nên không thể xuống tay với rượu được vì thế bác đầu nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của bùi cần thì ra đầu căng lên bùi cần khẽ mỉm cười vì thế phải phiền bác đầu đại nhân đích thân đi điều tra một phen. Không đi, tai bác đầu đỏ lên, bảo hắn đi tới loại địa phương đó sao? Không thể nào. Bùi cẩn cười tùm tìm, nói, người đã 22 rồi mà chẳng khác gì hòa thượng cả, đi đi, đi đi. Bác đầu nhìn hắn chầm chầm một lúc rồi phất tay áo rời đi. chương 30 Nhàn thế ninh đau đầu, đau cả người, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Bùi Cẩn không muốn quấy giày nàng nên đi tới thư phòng. Lão Mễ gửi thư và ít cá khô ở Nam Cương tới. Trong thư viết, đây là cá do ngươi nuôi, lão tử không nhịn được, nên bắt bọn chúng lên làm thịt. Hương vị cũng không tệ lắm. Bùi Cẩn gấp thư lại, nhìn ra ngoài cửa sổ cười tươi như hoa. Lời này nhìn thì đơn giản, kỳ thật lại có thâm ý sâu sắc. Hồi còn ở Nam Cương, hắn đã nói qua về kế hoạch với lão Mễ, chỉ là chưa quyết định có làm hay không mà thôi. Sau đó lão Mễ không nhịn được nữa, sai người mang ca tới cho hắn, sau đó nữa thì có vụ ám sát hôm Trung Thu. Mà kết quả tất nhiên là rất tốt, ít nhất thì hiện tại, nhìn từ bề ngoài, bệ hạ đã áp chế được phe thất phương và phe thái tử, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hai phe ngầm tranh đấu ngày càng gay gắt, đối chọi kịch liệt, hôm nay vạch trần người này ăn hối lộ trái quốc pháp, ngày mai lại vạch trần kẻ khác thiên vị việc riêng, quả thật là cho cắn chó lưỡng bài câu thương. Nhưng rất nhanh sau đó, bi thương lại hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi. Sinh ra trong gia đình đế vương, là may mắn hay là bất hạnh? Huynh đệ tương tàn, cha con nghi kỵ lẫn nhau, thật là đáng buồn, đáng buồn cười. Mà hắn bị cuốn vào dòng xoáy đó, cũng phải vắt óc nghĩ cách bày thế cục, nên tự vệ hay là báo thù. Nghĩ tới hai chữ báo thù, bùi cần hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại ung dung thở ra thật dài ngày hôm sau, hai người tiến cung thỉnh an. Đêm qua không bị lăn đi lăn lại nên nhan thế ninh cũng hồi phục được phần nào, đi đường cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Không biết là do đã trải qua nghi thức trưởng thành hay là do trang phục quá lộng lẫy mà hôm nay cả người nhan thế ninh tràn ngập phong thái đoan trang, xinh đẹp, cao quý nhưng lại rất an phận, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khiến người khác phải chú ý, ngay cả diên đế cũng phải liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn vài lần. Đương nhiên, Nhàn Thế Ninh và Bùi Tuần vẫn giả vờ ôn thuận như xưa. Thất vương bị thương vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, mục quý phi bị nhiễm phong hàn, không có mặt được, cho nên hiện tại chỉ có hoàng hậu, thái tử, la phi và tiểu thập tam. Tiểu thập tam thấy bùi tần thì muốn nhào tới bên cạnh, nhưng sợ uy nghiêm của hoàng thượng nên đành phải chịu đựng, đứng im tại chỗ. Diên đế không nhìn nổi nữa, nói, muốn đi thì đi đi, đứng đó nhăn nhăn nhó nhó làm gì tiểu thập tam không rõ ý của diên đế nên vẫn đứng im đến khi la phi vỗ mông nó giải thích thì nó mới sáng hai mắt lên nện hai chân ngắn ngủn vèo một cái chạy đi thấy tiểu thập tam thân thiết với bùi cẩn hoàng hậu nhích miệng nói thật sự là huynh đệ tình thâm diên đế liếc hoàng hậu một cái thản nhiên nói không được sao hoàng hậu bị sặc không dám nói gì nữa la phi thấy thế thì vội vàng lên tiếng hòa giải hôm qua thần thiếp nghe nói thái tử định đính hôn với nhị tiểu thư của phủ thừa tướng thật sự là chuyện đáng vui mừng thái tử nghe vậy thì tim đập mạnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhan thế ninh chỉ thấy nàng chỉ tập trung chơi với tiểu thập tam cái nhìn thoáng qua này bị bùi tần thu hết vào mắt vì thế mà nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu hơn nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười ôn hòa nếu thế thì phải chúc mừng thập đệ rồi đối diện với ánh mắt thâm thúy của bùi tần thái tử lúng túng cười một tiếng liền cúi đầu xuống. Hoàng hậu lại rất đắc ý, nhưng người nói với diên đế, thần thiếp đã xem hoàng lịch, trong đó nói mùng sáu tháng sau là ngày tốt. Chuyện đính hôn này phải nắm chặt, gần đây danh tiếng của thất vương đang lên cao, người của mình cũng có suy nghĩ không an phận, phải nhanh chóng làm đám hỏi với phủ thừa tướng thì mới có thể ổn định lại cục diện, phải biết rằng còn một nhóm người nữa ở đang đứng ở phe trung lập. Diên đế cũng không lập tức trả lời ngay, chăm chú thổi lá trà trong chén. Lúc trước, ông không có ý kiến gì về hôn sự này, luận diện mạo hay ra thế thì quả thật là nhan thế tĩnh rất xứng với chức thái tử phi, nhưng kể từ sau ngày trung thu, diên đế lại có chút do so dự. Lúc ấy, nhan thế tĩnh đầu tiên là hoảng loạn trốn sau lưng thái tử, sau đó lại lôi kéo chị gái cản trước mặt mình, nữ nhân vì tư lợi mà sợ chết như thế làm sao có thể làm thái tử phi được. Diên đế trầm mặc khiến hoàng hậu cảm thấy bất an, không khí bỗng trở nên rất một ngạt. Bùi Cần trao đổi ánh mắt với Nhan Thế Ninh, sau đó cả hai ngầm hiểu ý đối phương, tiếp tục chơi đùa với Tiểu Thập Tam. La Phi không biết chân tướng, nên không cảm thấy sự trầm mặc của Diên Đế. Thấy mọi người đều im lặng thì cười cười, nói tiếp. Khi đó khí trời ôn hòa, rất thích hợp. Diên Đế tiếp tục thổi lá trà, cúi đầu che đậy cái nhân mày của mình. Trước kia ông còn cảm thấy La Phi ngây thơ, thật thà chất phác, không có tâm cơ sao giờ lại càng ngày càng ngu xuẩn như vậy rồi. Lường tiểu thập tam chỉ biết ăn với chơi thì kiên nhẫn trong lòng riêng đến càng vơi đi, cuối cùng không uống trà nữa mà đặt chén trà xuống bàn, chuyện này để sau rồi nói. Nụ cười trên mặt hoàng hậu đã cứng lại, nhiều năm chung sống, bà biết rõ tâm tình của riêng đế lúc này rất không tốt, có điều bà không hiểu vì sao đang tốt đẹp mà riêng đế lại trở nên như thế. Chẳng lẽ riêng đế muốn hạ thấp thế lực của thái tử? Nhận thức này khiến hoàng hậu kinh hãi, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Không được, không được, nhất định phải khiến cho hôn sự này thành công. Hoàng hậu lại bắt đầu tính kế, không chú ý tới chuyện mà mọi người đang nói nữa. Thái tử thấy phản ứng của Diên đế thì lại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu uống trà để che giấu vui vẻ nơi khóe miệng. Buổi họp mặt này tan dã không vui vẻ gì. Bùi Tần và thái tử ở lại đàm luận quốc gia đại sự còn Nhan Thế Ninh thì bị La Phi lôi kéo đến tầm cung của mình. Lúc La Phi lên tiếng mời thì Nhan Thế Ninh rất do dự, bởi vì nàng biết vì bùi cẩn nàng không nên quá thân cận với bất cứ vị hoàng tử nào. Nhan Thế Ninh nhìn bùi cẩn ra hiệu, thấy bùi cẩn gật đầu, nàng mới yên tâm để tiểu thập tam dắt đi. Cảnh sắc trong nội cung quanh năm đều tươi đẹp, tuy giờ đã là mùa thu nhưng trong hoa viên vẫn còn rất nhiều loại hoa đua nở, hương thơm vương vất cả đường đi tiểu thập tam đi lâu thì mỏi chân, bà vu muốn ôm nó nhưng nó lại không chịu, uốn éo vươn tay nhìn nhan thế ninh. Ôm, ôm, Kha Nhi, đừng có quấn lấy cửu tàu nữa. La Phi tuy là trách mắng nhưng trên mặt lại là nụ cười hiền từ. Nhan thế ninh vội nói, không sao rồi ôm lấy tiểu thập tam. Tiểu thập tam vừa lòng, thỏa mãn nằm trên vai nhan thế ninh, tay cầm điểm tâm vừa đi vừa ăn. Vụn bánh rơi xuống vai áo, ngón tay của nó quá nhỏ, không thể nhặt được nên thè lưỡi ra liếm sạch, không bao lâu sau thì vai áo của Nhan Thế Ninh đã ướt một mảng lớn. Nhan Thế Ninh cảm giác được ẩm ướt trên vai, Thưa dịp La Phi không chú ý liền nhẹ nhàng vỗ lên mông của Tiểu Thập Tam. "Nhắc mới nhớ, ta còn chưa cảm ơn ngươi." Sau khi đến tầm cung, hai người ngồi xuống, La Phi nói, "Đêm Trung Thu đó nếu không có ngươi thì Tiểu Thập Tam đã xảy ra chuyện rồi." Tiểu Thập Tam không chịu xuống, ngồi trên đầu gối của Nhan Thế Ninh uốn éo liên tục, không chịu yên lặng lấy một giây. Nhàn Thế Ninh vừa nhìn tiểu thập tam vừa nói, nương nương khách khí rồi, lúc ấy Thế Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đứa bé không có tội gì cả. La phi nghe xong lời này thì càng yên tâm hơn, thành tâm thật ý nói, ngươi thật tốt. Nhàn Thế Ninh khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Lúc này, nhà hoàn bưng một cái khay tới, trên khay là một hộp nhỏ màu tím. La Phi đưa hộp cho Nhan Thế Ninh, người cầm lấy đi nhàn thế ninh mở ra nhìn thấy bên trong là một cây châm vàng khắc điệp nhi bay múa trên thánh của bươm bướm còn được khảm bảo thạch cực kỳ đẹp mắt nhàn thế ninh thầm nghĩ nếu như cài châm này đi dưới ánh mặt trời nhất định sẽ cực kỳ lóa mắt vật này quá quý trọng thế ninh không thể nhận được nhàn thế ninh nhanh chóng trả lại la phi lại đẩy tới cầm lấy đi những thứ này dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân chỉ cần khai nghi bình an là tốt rồi nhàn thế ninh nghe được sự thẫn thờ trong giọng nói của la phi thì trong lòng khẽ động đáy mắt la phi dần lộ ra vẻ yêu sầu ta cũng chỉ hơn ngươi có năm sáu tuổi mà thôi nhưng mà thân thể này sợ là không được bao lâu nữa rồi nhàn thế ninh kinh ngạc làm sao lại thế được hiện tại ngươi thấy khí sắc của ta rất tốt đúng không kỳ thật là do son phấn mà thôi thân thể ta vốn yếu ớt lúc sinh khai nhi lại khó sinh tiêu hao hơn nửa tinh khí trong người La Phi lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Sau đó lại nói tiếp: Nhà mẹ đẻ ta lại không có danh phận gì, trong cung ta cũng không có ai để dựa vào. Nếu chẳng may có một ngày ta không gắng gượng được nữa, thì Kha Nhi biết làm sao bây giờ? Lời thành thật như này, Nhan Thế Ninh không dám tiếp lời. Dù sao nàng cũng chỉ mới gặp La Phi có vài lần. La Phi biết Nhan Thế Ninh khó xử nhưng chuyện tới bây giờ, nàng cũng bất chấp tất cả không phải mỗi lần nàng đều có lý do chính đáng để gặp nhan thế ninh chứ đừng nói là nói chuyện riêng hai người nhan thế ninh có thể không để ý đến bản thân mà bảo vệ tiểu thập tam chứng tỏ nàng ta không giống với những người kia cuộc sống của nàng cũng không còn bao lâu nữa mà thân thể của bệ hạ cũng đang dần xuống dốc rồi ai có thể biết khi tiểu thập tam trưởng thành thì người ngồi trên vị trí kia sẽ là ai hoặc là ai có thể biết tiểu thập tam có thể trưởng thành hay không là một người mẹ nàng nhất định phải phòng ngừa mọi bất chắc có thể xảy ra. Thế Ninh, có mấy lời này nhất định ta phải nói với ngươi, người đừng trách ta lỗ mãng, nhưng là một người mẹ, ta không thể không nói được. Nếu như, ta nói là nếu như, sau này ta có chuyện gì, hy vọng ngươi và cửu vương ra có thể chiếu cố cho Kha Nhi. Nhàn Thế Ninh nhìn ánh mắt khẩn thiết của La Phi, trong lòng nàng có chút sợ hãi, việc này quá đột ngột, nàng nên ứng phó như thế nào mới phải đây? Một lát sau, nhàn thế ninh mới mỉm cười, chậm rãi nói, nương nương đừng nói những chuyện không tốt lành như vậy, vì tiểu thập tam, nương nương nhất định phải bảo trọng. Chuyện tương lai, không ai nói chính xác được. Nói xong, nhàn thế ninh hung hăng khinh bị chính mình một phen, những lời này nói ra có khác gì chưa nói đâu, kỳ thật chính là sợ gánh trách nhiệm, thật sự là làm lạnh lòng người. Nhưng nàng cũng bất lực, nội cung sâu như biển, nàng không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì được. Cho nên, Nàng rất ấy nấy nhìn La Phi. Quả nhiên, La Phi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nét mặt. Người nói đúng, không ai biết trước được chuyện tương lai. Vừa rồi là ta lỗ mãng, khiến ngươi chê cười rồi. Không sao, nhan thế ninh đáp lại. Đề tài nói chuyện sau đó liền nhẹ nhàng đi rất nhiều, hầu như đều là nói về tiểu thập tam. Một lát sau, nhan thế ninh thấy cũng đến giờ nên đứng lên từ biệt. Mà cây châm vàng kia nàng cũng không hề cầm. Buổi tối hôm đó, lúc bùi cần về phủ, nhan thế ninh đã ngủ được một giấc. Thấy hắn trở lại, nàng liền kể lại chuyện của La Phi. Bùi cần nghe xong, ôm nàng vào ngực, nói nàng làm rất tốt. Nhan thế ninh vẫn có chút không yên lòng, nói, vậy nếu như sau này tiểu thập tam thật sự có chuyện, chúng ta nên trông nom hay mặc kệ. Bùi cần hỏi ngược lại, vậy theo nàng thì nên trông nom hay mặc kệ nhan thế ninh suy nghĩ một chút mới nói tiểu thập tam thật sự rất đáng thương vậy chúng ta nhúng tay vào đi bồi cần quen tay lần vào trong đồ lót của nhan thế ninh nhưng nhìn mặt nó chỉ khiến người ta muốn khi dễ nó thôi nếu không phải ngại mình nhiều tuổi thiếp cũng muốn khi dễ nó a à, đau không cần kinh sợ vì sự xâm nhập bất ngờ nhan thế ninh vội vàng ngăn cản bồi cần cắn một cái lên mềm mại của nàng ngẩng đầu cười hắc hắc Vậy chúng ta sớm sinh một đứa đi, để cho nàng tha hồ khi dễ nó. Nói xong liền vươn tay xuống phía dưới, nơi mềm mại bị xoa nắn, cả người nhan thế Ninh lập tức mềm nhũn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.